Xin chào 500 anh em, kết thúc tập 7, Lâm Động quyết chiến với Tào Chấn, cường giả bán bộ tạo hóa cảnh của Âm Khôi Tông, hai bên đánh nhau sứt chim mẻ chán, cuối cùng Lâm Động sử dụng vũ kỹ tạo hóa cấp, Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, đánh trọng thương Tào Chấn, sau đó tóm lấy Đằng Nỗi rồi bỏ trốn, phải chăng Đằng Nỗi chính là cờ rút mà Lâm Động yêu thầm bấy lâu nay, mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập 8 nha. Sau khi Lâm Động rời đi, Thành Đại Khôi lại khôi phục lại sự im lặng như cũ. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Tào Chấn đang phẫn nộ cùng cực trên bầu trời. Bọn họ biết rằng, từ giờ trở đi, danh tiếng của Lâm Động sẽ thực sự vang dội khắp cả quận Đại Hoang. Với lực của một người khiêu chiến cả Âm Khôi Tông, hơn nữa còn đánh bại cường giả bán bộ tạo hóa, cuối cùng không chỉ an toàn rút lui mà còn bắt sống được một người. Thành tích đó bất luận là chứng kiến hay nghe nói đều vô cùng chấn kinh. Một đạo hồng mang nhanh như chớp bay vút trên bầu trời, trong mơ hồ có tiếng sấm trầm thấp vang lên. Tốc độ của đạo hồng mang này cực kỳ nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã lướt qua không trung, cuối cùng đáp xuống tại một ngọn núi ở trong rừng sâu. Lâm Động từ trên lưng Tiểu Viêm lao xuống, lập tức vứt Đằng Lỗi đang ngất xỉu xuống đất, ánh mắt nhìn về phía sau, nơi này đã cách Thành Đại Khôi khá xa. Hơn nữa lần rút lui này hắn vô cùng cẩn thận, cho dù với thực lực của Âm Khôi Tông cũng khó mà truy đuổi được, không ngờ trong Thành Đại Khôi lại còn có cường giả bán bộ tạo hóa. Thực lực của Âm Khôi Tông quả thực không thể coi thường, Lâm Động khẽ nhíu mày, nói, lần này hắn vốn dĩ có thể tiêu diệt hoàn toàn phân bộ của Âm Khôi Tông ở Thành Đại Khôi, nhưng không ngờ Tào Chấn lại xuất hiện ngăn cản hắn, với thực lực của hắn hiện tại. Trong tạo khí cảnh cơ hồ không có ai có thể ngăn cản được, nhưng nếu đối mặt với cường giả bán bộ tạo hóa như Tào Chấn thì hắn cũng có chút khó khăn, nhưng may mà lần này đã đạt được mục tiêu, Lâm Động chép chép miệng, đột nhiên nhìn về phía Đằng Lỗi đang nằm dưới đất, nhàn nhạt nói, nếu như đã tỉnh rồi thì mở mắt ra đi, ngươi nếu như là kẻ vô dụng thì ta cũng không cần phải nhung ngươi lại. Nghe thấy lời của Lâm Động, Đằng Lỗi đang nhắm tịt mắt đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt âm lãnh nhìn về phía Lâm Động, âm lãnh nói, Lâm Động, ngươi thực sự muốn đắc tội với Âm Khôi Tông sao? Trở nên như vậy chẳng phải là do các người áp ta sao? Lâm Động cười cười, mắt lộ hàn quang nhìn chằm chằm Đằng Lỗi. Ta muốn biết một chút tình báo về Âm Khôi Tông các ngươi. Lâm Động khẽ cười, nói, nằm mơ, hơn nữa chỉ e ngươi biết càng nhiều sẽ càng hiểu rõ hơn sự ngu ngốc của mình mà thôi. Đằng Lỗi cười lạnh nói, ngươi có biết có một vài tinh thần bí kỹ có thể trực tiếp cướp đoạt trí nhớ của người khác không? Tuy nhiên sau khi thi triển thì người bị thi triển sẽ trở nên thần trí không còn được minh mẫn nữa. Ta nghĩ ngươi sẽ không hy vọng ta thi triển thủ đoạn đó chứ? Lâm Động cười nói, ngươi muốn biết cái gì? Sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng Đằng Lỗi rốt cuộc đành cắn răng nói, tuy không biết Lâm Động rốt cuộc đang đe dọa hắn hay là muốn làm gì khác, nhưng hắn không muốn dùng tính mạng của mình để đặt cược. Thế, Lâm Động cũng mỉm cười. Những loại tinh thần bí kíp ngoan độc đó hắn đương nhiên cũng không biết, tuy nhiên dùng để đe dọa thì hiển nhiên cũng có tác dụng không tệ. Âm Khôi Tông các ngươi lần trước khi Đại Hoàng Cổ Bi mở ra, đã từng ở dưới đáy của Sáu Huyệt Phù khôi đoạt được một thứ gì đó, có phải không? Lâm Động nhàn nhạt nói, nghe thấy thế, đồng tử Đằng Lỗi đột nhiên co rút lại, đầu cúi xuống. Lạnh lùng nói, lần không gian cổ bi mở ra lần trước, Âm Khôi Tông của chúng ta quả thực đã từ trong Sào Huyệt Phù khôi đoạt được một vật vô cùng thần bí. Đằng Lỗi miệng thở phì phò, khàn khàn nói, hiện tại vật đó để ở nơi nào? Ngón tay Lâm Động đùa nghịch với ngọn tinh thần chi hỏa, ánh mắt băng lạnh nói, tại thành Âm Khôi, phụ thân của ta từ sau khi đoạt được thứ đó liền bế quan, vì ta không biết thứ đó rốt cuộc là vật gì, nhưng có lẽ cũng không phải là vật tầm thường. Lâm Động khẽ nhíu mày, nơi đó chính là tổng bộ của Âm Khôi Tông, phòng ngự vô cùng cẩn mật, số lượng cường giả nhiều vô kể, hắn có thể đi lại tự do trong thành Đại Khôi nhưng không chắc chắn có thể đi lại tự do trong thành Âm Khôi. Hai ngày trước ta nhận được tin phụ thân ta 10 ngày sau sẽ liên hợp lực lượng của tất cả các cường giả của Âm Khôi Tông, bởi hắn phát hiện ra vật thần bí kia tựa hồ có một đạo phong ấn tồn tại, muốn luyện hóa được vật đó thì cần phải phá giải được phong ấn. Thế nhưng phong ấn đó lại cường đại vô cùng, hắn đã thử ra nhiều lần mà vẫn thất bại, do vậy lần này hắn định liên kết lực lượng toàn bộ Âm Khôi Tông, toàn lực phá vỡ phong ấn kia. Nghe thấy thế, ánh mắt Lâm Động đột nhiên ngưng đọng lại. Tông chủ Âm Khôi Tông quả nhiên không phải nhân vật đơn giản, không ngờ có thể phát hiện ra phong ấn của Hắc Đồng lão nhân kia để lại trên thôn Phệ Tổ Phù. Lâm Động, tuy ta không biết phong ấn do Hắc Đồng lão nhân kia để lại hiện tại còn mạnh đến thế nào, nhưng nếu như bị Tông chủ Âm Khôi Tông phá giải và luyện hóa được thôn Phệ Tổ Phù, thì khắp vương triều Đại Viêm này cũng sẽ không có ai có thể ngăn được hắn nữa. Thanh âm của Tiểu Điêu từ trong lòng Lâm Động vang lên, Lâm Động lặng lẽ gật đầu. Bất kể thế nào thì hắn nhất định cũng phải đoạt được thôn Phệ Tổ Phù, cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể trong tộc hội gia tộc một năm sau hoàn toàn vượt qua Lâm Lang Thiên. Trong Âm Khôi Tông có bao nhiêu cường giả tạo hóa cảnh? Ánh mắt lóe lên hàn quang, Lâm Động hỏi một lần nữa, thêm vào phụ thân ta thì có 3 cường giả tạo hóa cảnh, 3 cường giả tạo hóa cảnh,
Đội ngũ như vậy quả thực cường đại, cho dù là Lâm Động, trong mắt cũng có chút ngưng trọng. Với thực lực hiện tại của hắn cũng chỉ có thể chống lại được cường giả bán bộ tạo hóa, nhưng nếu gặp phải cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành thì rất khó chiến thắng. Đương nhiên nếu thêm vào tiểu điêu âm thầm tương trợ thì vẫn có thể giao thủ, nhưng Âm Khôi Tông không chỉ có một cường giả tạo hóa cảnh, mà là ba tên, không hổ là một trong những thế lực đỉnh cao của quận Đại Hoang. Người dự tính làm thế nào? Tiểu điêu cũng biết rõ ràng sự khó khăn này, bởi vậy lên tiếng hỏi. Cho dù hắn hiện tại đã khôi phục được chút thực lực nhưng cũng chỉ có thể giao thủ cùng cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành mà thôi. Hiển nhiên thực lực của Âm Khôi Tông như vậy đã vượt ra ngoài khả năng của hắn. Trước hết đến thành Âm Khôi, xem tình hình rồi tính. Một khi đoạt được thôn phệ tổ phù, Lâm Động liền bỏ trốn. Đợi sau khi luyện hóa thành công thôn phệ tổ phù thì thực lực của hắn nhất định cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Tới lúc đó cũng sẽ không cần e ngại Âm Khôi Tông nữa. Tiểu Điêu đối với việc đó cũng không phản ứng nhiều. Hơn nữa theo ý hắn, chỉ cần đoạt được thôn vệ tổ phù, cho dù phải trả giá như thế nào hắn đều có thể chấp nhận, cho dù gặp mạo hiểm đến đâu cũng không đáng gì. Sau khi thương lượng cùng Tiểu Điêu, Lâm Động liền có chủ ý, lúc này mới đưa mắt nhìn Đằng Lỗi. Đằng Lỗi thấy vậy cũng trở nên khẩn trương, nói: "Thứ ngươi muốn biết, ta đã nói cho ngươi rồi, ngươi còn muốn gì nữa?" Lâm Động khẽ mỉm cười, vuốt vuốt cằm, cười tủm tỉm nói: "Ngươi trong không gian cổ bi đoạt được một bộ vũ kỹ cửu phẩm, bây giờ cũng nộp ra đi. Sao? Không bằng lòng à?" Nhìn sắc mặt có chút khó coi của Đằng Lỗi, Lâm Động khẽ mỉm cười một tiếng, nhưng nụ cười đó trong mắt Đằng Lỗi lại không khác gì một ác ma. Đằng Lỗi cũng đành nhắm mắt lại. Lập tức một đám tử quang chậm chậm từ trong đầu bay ra, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đám tử quang đó có một quyển trục dày màu tím. Nhìn đám tử quang đó, Lâm Động cất tiếng cười khẽ, vươn tay ra bắt lấy đám tử quang đó, sau đó trưởng tâm hít vào, trực tiếp hút vào trong thân thể. Đám tử quang đó ngay khi xâm nhập vào trong cơ thể, một lượng tin tức lớn cũng nhanh chóng nhập vào trong đầu óc Lâm Động, cuối cùng ngưng tụ thành bốn chữ màu tím, tử ảnh cửu phá. Lâm Động khẽ khép mắt, dần dần lĩnh hội các phương pháp tu luyện của vũ kỹ đó, chừng mười mấy phút sau mới chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt nở ra nụ cười hài lòng, tử ảnh cửu phá này đích thực là vũ kỹ cửu phẩm thượng thừa. Từ một góc độ nào đó mà nói thì không hề thua kém chiêu Thiên Long Kích cuối cùng của Thiên Lân Kích Pháp, bất luận nói thế nào thì cũng là đoạt được từ trong tạo hóa võ bi, muốn yếu cũng không thể yếu được, vũ kỹ cũng đã đưa cho ngươi rồi, còn không thả ta ra sao, sắc mặt Đằng Lỗi âm trầm nói. Lâm Động cười cười, chưa đợi Đằng Lỗi kịp cảnh giác thì một đạo hồng mang đã lao tới, hung hãn quật mạnh lên đầu hắn, khiến hắn ngất xỉu tại chỗ, thả ngươi. Đâu có dễ như vậy, nhìn Đằng Lỗi hôn mê ngã xuống trên mặt đất, Lâm Động không khỏi lắc đầu. Không người cúi xuống nhặt lấy túi càn khôn trên người hắn, người dự tính khi nào thì tới thành Âm Khôi. Tiểu Điêu lúc này hiện ra, hỏi, nghỉ ngơi mấy ngày đã, Lâm Động trầm ngâm, thành Âm Khôi đối với hắn mà nói chính là Long Đàm Hổ Huyệt, cường giả của Âm Khôi Tông trong đó nhiều vô kể, do vậy hắn nhất định phải chuẩn bị chu toàn, ít nhất trước khi đi phải tu luyện thành công. Tự ảnh cửu phá cái đã, trong mấy ngày kế tiếp, Lâm Động hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, không ai có thể tìm ra tung tích của hắn cả. Trong khi các thế lực đều đang tập trung chú ý đến thành Âm Khôi, thì trong một sơn mạch xa xôi, một đạo thân ảnh lại đang chìm đắm trong việc tu luyện. Giữa khu rừng trúc đó có một đạo thân ảnh đang đứng lặng lẽ, thân hình thẳng đứng, tuy không động nhưng lại có khí tức vô cùng sắc bén tỏa ra. Là trúc bay xuống cạnh thân ảnh đó liền xoẹt một cái đã đứt thành hai nửa, bước đi của Lâm Động vô cùng quỷ dị, mà theo từng bước đi của hắn, sau lưng hắn cũng xuất hiện một ảo ảnh rất mơ hồ. Khi ảo ảnh xuất hiện, nguyên lực ba động quanh người Lâm Động cũng đột nhiên bạo phát ra. Duy duy chân bước ra, trong nháy mắt chín bước cơ hồ như đạp trên mây. Sau chín bước đó, bảy đạo tàn ảnh cũng mơ hồ hiện lên. Oanh, khi đạo tàn ảnh thứ bảy hiện ra, thân ảnh Lâm Động vừa vọt lên đột nhiên ngưng tụ lại. Lúc này nguyên lực trên bề mặt thân thể hắn cũng đã đạt tới mức độ cực đại, tử ảnh cửu phá. Quát khẽ một tiếng, quyền phong vũ động mang theo nguyên lực cuồn cuộn như núi lửa tuôn trào, kim quang xẹt qua trong phạm vi mấy chục trượng. Tất cả các cây trúc đều nổ tung hóa thành mảnh vụn bay đầy trời, trong khoảnh khắc mặt đất đã sạch bóng không còn chút gì nữa, phun ra một ngụm trọc khí. Lâm Động nhìn lên đám rừng trúc trống trải xung quanh, khẽ mỉm cười, 8 ngày tu luyện tuy chưa thể tu luyện thành cửu ảnh cùng xuất hiện, nhưng cũng có thể coi như có chút kết quả, cũng đã đến lúc rồi. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn về phía thành Âm Khôi, ánh mắt ngưng trọng. Hắn biết, lần đi này mới thực sự là vô cùng nguy hiểm, trong thành Âm Khôi, đại đa số các thế lực đều là thuộc hạ của Âm Khôi Tông, nhưng dù sao đây cũng là một thành phố lớn của quận Đại Hoang, đương nhiên cũng có các thế lực khác, cho nên sau khi bỏ ra một cái giá khá đắt, Lâm Động cũng đã đạt được một chút tin tình báo. Theo tin tình báo này, Lâm Động biết được, Âm Khôi Tông hiện tại
đại đa số các cường giả trong tông đều đã tụ tập lại trên đỉnh núi, có lẽ định hợp lực cùng tông chủ Âm Khôi Tông, phá giải phong ấn của thôn Vệ Tổ Phù. Hơn nữa, thời gian phá giải có lẽ là 5 tiếng đồng hồ sau, lúc hoàng hôn, lúc đó hàn khí của thành Âm Khôi cũng sẽ trở nên mạnh mẽ sắc bén nhất, còn Âm Khôi Tông cũng sẽ mượn lực của hàn khí để phá giải phong ấn. Tông chủ Âm Khôi Tông, ngươi vội vã vậy sao? Lâm Động nhìn về phía sâu trong thành phố, cũng chính là đỉnh Huyền Âm Sơn, thần thì tự nói. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.